Phi Nhung Hồ Văn Cường tay trong tay trên thảm đỏ sau khi làm lành. Sau những ồn ào không đáng có, Phi Nhung cho biết đã hóa giải mâu thuẫn với cậu con nuôi Hồ Văn Cường. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ tối ngày 10/2, Phi Nhung đăng trạng thái bày tỏ sự không hài lòng về Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ chỉ ra nhiều điểm không tốt của con trai nuôi như lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình. Nữ ca sĩ lo ngại quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 mắc bệnh ngôi sao. Sau phát ngôn của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và mới đây cả hai mẹ con cùng xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Bố Giả của Trấn Thành. Phi Nhung từng tuyên bố nếu Hồ Văn Cường không thay đổi thì coi như hết duyên mẹ con với nhau. Phi Nhung Hồ Văn Cường tay trong tay tham dự sự kiện sau ồn ào mắc bệnh ngôi sao. Trên thảm đỏ, hai mẹ con vô cùng thân thiết, khán giả có thể nhận ra rằng mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn rất thuận hòa. Phi Nhung cho biết đã hóa giải mâu thuẫn với Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ tâm sự cô cảm thấy hạnh phúc khi con nuôi đã hiểu lòng mình và thay đổi theo hướng tích cực. Hai mẹ con vẫn yêu thương nhau như ngày xưa, ảnh, Phi Nhung khoe con chăm chỉ, đã biết thay đổi. Trước đó vài ngày, trên trang mạng xã hội của nghệ sĩ Phi Nhung xuất hiện đoạn clip khoe con trai nuôi. Trong đoạn clip ngắn, Hồ Văn Cường đang chủ động giúp mẹ nhặt rau, nấu cơm cho ngày đầu năm mới. Nhìn hình ảnh trưởng thành của con trai nuôi, nữ ca sĩ Luật Trời không ngừng suýt xoa khen ngợi trong sự hạnh phúc. Cô chia sẻ, không la là không được, nhưng la rồi là ngoan. Anh ấy đang rửa rau, giỏi không? Phải vậy mới được chứ, con của mẹ mà. Từ khi hai mẹ con ngồi nói chuyện thẳng thắn, Hồ Văn Cường đã dần thay đổi. Ảnh quân Việt Nam Idol Kids Hồ Văn Cường thay đổi bất ngờ sau khi bị mẹ nuôi Phi Nhung tố thái độ ngày Tết. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.